Xin mến chào toàn thể quý vị đang theo dõi bản tin Toàn cảnh Thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh Đời Sống Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một vụ tấn công táo bạo vừa xảy ra tại thành phố Perm khi hai phụ nữ ném bom xăng vào văn phòng đảng nước Nga Thống Nhất trên đường Plekhanov. Vụ việc khiến toàn bộ nội thất bên trong văn phòng bị thiêu rụi. Các đơn vị khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng với đại diện đảng để đánh giá thiệt hại. Theo thông báo từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga MCSS, đám cháy đã lan rộng trên diện tích 40m². May mắn là không có thương vong về người trong vụ việc này. Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ hai nghi phạm liên quan. Theo nguồn tin, hai nghi phạm được xác định là mẹ và con gái, với thông tin ban đầu cho thấy họ đã được hứa hẹn một khoản thù lao để thực hiện vụ phóng hỏa. Stanislav Sveshov, người đứng đầu chi nhánh đảng nước Nga Thống Nhất tại Perm, đã cung cấp thêm chi tiết về vụ việc. Theo ông, tại thời điểm xảy ra vụ tấn công, các nhân viên dịch vụ đường bộ đang làm việc gần đó và chính họ đã gọi cảnh sát. Camera giám sát đã ghi lại toàn bộ diễn biến, cho thấy hai phụ nữ thực hiện vụ phóng hỏa ngay trước sự chứng kiến của nhân viên dịch vụ công cộng đang làm việc tại khu vực. Các nghi phạm đã phải chạy trốn qua thanh chắn và có sự đối mặt trực tiếp với nhân chứng. Hậu quả của vụ tấn công đã buộc các đảng viên nước Nga Thống Nhất tại Perm phải chuyển sang làm việc từ xa. Theo Vyacheslav Grigoriev, phó bí thư thứ nhất của đảng tại Prikamye, họ sẽ chỉ quay trở lại văn phòng sau khi hoàn tất công tác dọn dẹp và sửa chữa toàn bộ thiệt hại. Vụ tấn công này là một dấu hiệu đáng lo ngại về sự gia tăng các hành động chống đối nhằm vào đảng cầm quyền của Nga. Đặc biệt, việc những người thực hiện là phụ nữ và có dấu hiệu được thuê để gây rối cho thấy một hình thức mới trong các hoạt động chống đối. Sự việc không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn làm dấy lên những câu hỏi về tình hình an ninh tại các cơ sở của đảng cầm quyền, đồng thời phản ánh tình trạng bất ổn chính trị ngày càng tăng trong nước. Đến với một số thông tin khác, thưa quý vị, vệ tinh Intelsat 33E của Boeing đã bị vỡ trên quỹ đạo cuối tuần trước, ảnh hưởng tới người dùng ở châu Âu, Trung Phi, Trung Âu, châu Á và Australia, nhưng công ty chưa tìm ra nguyên nhân. Intelsat 33E, vệ tinh liên lạc lớn của Boeing, tan vỡ một cách bí ẩn trên quỹ đạo trái đất, khiến ít nhất 20 mảnh rác vũ trụ phân tán rải rác và ảnh hưởng tới người dùng trên toàn cầu. Vệ tinh Intelsat 33E cung cấp liên lạc băng thông rộng cho châu Âu, châu Phi và châu Á từ quỹ đạo địa tĩnh phía trên Ấn Độ Dương, ngừng hoạt động hôm 19 tháng 10 do sự việc bất thường trước khi được xác nhận mất tích hoàn toàn hôm 21 tháng 10. Theo Intelsat, nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh vận hành thiết bị. Quan sát sau đó của lực lượng không quân Mỹ xác nhận vệ tinh đã vỡ thành ít nhất 20 mảnh, nhưng không có mối đe dọa thức thời nào từ số mảnh vỡ này. Nhà chức trách vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân khiến vệ tinh tan vỡ đột ngột. Chúng tôi đang phối hợp với nhà sản xuất vệ tinh, Boeing và cơ quan chính phủ để phân tích dữ liệu và quan sát, Intelsat cho biết. Vệ tinh Intelsat 33E nặng 6.600 kg và lớn ngang một chiếc xe limo, được thiết kế và sản xuất bởi Boeing, phóng lên quỹ đạo năm 2016. Đây là vệ tinh thứ hai bay vào không gian như một phần thuộc nền tảng EPIC-NG thế hệ mới của Boeing. Vệ tinh đầu tiên là IS-29E cũng bị hỏng sau vài năm trong vũ trụ, với tình trạng rò rỉ nhiên liệu do va chạm vì thiên thạch hoặc bão mặt trời gây ra. Những trục trặc này giảm đáng kể tuổi thọ dự kiến của vệ tinh, dù ước tính trước đó là 15 năm. Sự tan vỡ của vệ tinh Intelsat 33E là một tổn thất khác đối với Boeing. Công ty đang phải đối mặt nhiều vấn đề, bao gồm hậu quả từ nhiệm vụ Starliner khiến hai phi hành gia NASA mắc kẹt trong không gian và tai nạn của máy bay 737 Max. Sự việc cũng khiến các vấn đề rác vũ trụ trên quỹ đạo trái đất trầm trọng hơn. Các cơ quan vũ trụ trên khắp thế giới tìm cách theo dõi hơn 30.000 mảnh rác vũ trụ lớn nhất, nhưng nhiều mảnh quá nhỏ để quan sát. Giới khoa học đề xuất nhiều giải pháp dọn rác như thu gom bằng lưới, robot lắp móng chụp và dùng tàu vũ trụ tóm mảnh rác lớn. Trong một diễn biến đáng chú ý, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã vấp phải chỉ trích gay gắt sau khi xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, Nga, và có cử chỉ thân thiện với Tổng thống Vladimir Putin, người đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC truy nã. Hình ảnh ghi lại cho thấy ông Guterres không chỉ bắt tay mà còn cúi người chào một cách thân mật với nhà lãnh đạo người Nga, bất chấp việc Moscow đang bị cộng đồng quốc tế cô lập và ông Putin đang bị ICC truy nã vì tội danh cưỡng bức di dời trẻ em Ukraine từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Bộ Ngoại giao Ukraine đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chuyến thăm này. Cơ quan Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh việc ông Guterres vắng mặt tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu đầu tiên được tổ chức tại Thụy Sĩ vào tháng 6, nhưng lại quyết định tới Nga dự hội nghị BRICS và gặp gỡ tội phạm chiến tranh Putin. Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định những hành động như vậy của người đứng đầu Liên Hiệp Quốc không góp phần thúc đẩy hòa bình. Phát biểu tại Kazan, ông Guterres kêu gọi một nền hòa bình công bằng phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Người phát ngôn của ông cũng cho biết Tổng thư ký sẽ tiếp tục nỗ lực bảo đảm an toàn hàng hải trên Biển Đen. Trong khi đó, Liên minh châu Âu đã kêu gọi tất cả những người tham dự hội nghị tại Kazan, bao gồm cả Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, yêu cầu Putin lập tức rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Phản ứng về sự việc này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra tuyên bố đầy ẩn ý. Hôm nay là ngày Liên Hợp Quốc và nó được kỷ niệm trên toàn thế giới, không chỉ riêng tại Kazan. Phát biểu này được xem như một lời chỉ trích gián tiếp về một số nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị BRICS. Về phần Bộ Ngoại giao Ukraine, họ đánh giá thông cáo chung cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh BRICS là một nỗ lực thất bại khác của Điện Kremlin trong việc áp đặt quan điểm đế quốc mới của họ lên các thành viên của tổ chức này. Sự kiện này một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về tính hiệu quả của các biện pháp cô lập ngoại giao đối với Nga, đặc biệt khi ngay cả người đứng đầu tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới cũng có những hành động được cho là mâu thuẫn với các nguyên tắc và giá trị mà Liên Hợp Quốc đang theo đuổi trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh BRICS được tổ chức tại thành phố Kazan, Liên bang Nga vừa qua đã chứng kiến nhiều tình huống gây tranh cãi, phản ánh những khó khăn của Moscow trong việc duy trì hình ảnh và tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế, đặc biệt là các sự việc liên quan đến Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Tình huống gây chú ý nhất xảy ra khi Tổng thống Putin chủ trì phiên họp quan trọng với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia. Vị nguyên thủ 72 tuổi của Nga đã lúng túng một cách đáng kinh ngạc khi giới thiệu người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Trước sự chứng kiến của toàn thể hội nghị, ông Putin đã ba lần cố gắng phát âm tên của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đều không thành công. Xin giới thiệu Tổng thống Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, Erdogan. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên ông Putin gặp khó khăn trong việc phát âm tên các nhà lãnh đạo nước ngoài. Trước đó, ông cũng nhiều lần phát âm sai tên của Tổng thống Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev. Các chuyên gia thần kinh học đã đưa ra những nhận định đáng lo ngại về tình trạng sức khỏe của ông Putin. Theo các chuyên gia, những khó khăn trong việc phát âm ở độ tuổi của ông có thể là dấu hiệu của các vấn đề về thần kinh nghiêm trọng, bao gồm bệnh Parkinson, các bệnh lý thoái hóa thần kinh và bệnh não do rối loạn tuần hoàn. Ngoài ra, còn có thể là các vấn đề về nhận thức như sa sút trí tuệ, rối loạn trí nhớ, chậm xử lý thông tin và khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng tạo ra một tình huống ngoại giao đáng tiếc khi camera ghi lại được hình ảnh ông có hành vi thiếu trang trọng ngay trong phiên họp. Ngồi phía sau lưng Tổng thống Putin đang phát biểu, vị Ngoại trưởng Nga đã có hành động khiếm nhã khiến Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev phải khiêm tốn ngoảnh mặt đi. Thêm vào đó, một sự việc khác xảy ra khi một đại biểu vô tình dẫm lên chân Lavrov nhưng không xin lỗi, khiến vị Ngoại trưởng Nga tỏ ra bực tức và có phản ứng được cho là thiếu kiềm chế, khiến trợ lý của Tổng thống Putin là ông Yuri Ushakov phải bật cười. Về mặt ngoại giao, hội nghị còn chứng kiến một bê bối lớn khi Ngân hàng Phát triển Nam Phi DBSA đã chính thức bác bỏ tuyên bố của Igor Shuvalov, người đứng đầu tập đoàn nhà nước VEB.RF của Nga. Trước đó, ông Shuvalov đã vội vàng tuyên bố về việc đạt được thỏa thuận vay vốn bằng đồng rand Nam Phi. Tuy nhiên, DBSA đã nhanh chóng phản bác, khẳng định không ký kết bất kỳ văn bản nào với các công ty Nga đang bị trừng phạt, dù là doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân. Đáng chú ý, Nga đặt nhiều kỳ vọng vào hội nghị BRICS tại Kazan với mục tiêu chính là thiết lập một hệ thống thanh toán mới giữa các quốc gia thành viên nhằm đối phó với các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, những diễn biến tại hội nghị cho thấy Moscow đã không nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ như mong đợi. Các nước BRICS tỏ ra dè dặt trước đề xuất của Nga về việc phát triển các cơ chế tài chính thay thế và tìm cách vượt qua các lệnh trừng phạt. Chuỗi sự việc này được giới quan sát đánh giá là những dấu hiệu cho thấy vị thế của Nga trên trường quốc tế đang ngày càng suy giảm, ngay cả trong khối BRICS, một diễn đàn mà Moscow từng đặt nhiều kỳ vọng như một đối trọng với phương Tây.
kế hoạch gia nhập NATO của Ukraine đang gặp trở ngại khi 7 quốc gia thành viên, trong đó có Hoa Kỳ và Đức, tỏ ra dè dặt với đề xuất này. Tờ Politico đưa tin, điểm chính trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gia nhập NATO ngay lập tức đã không nhận được sự ủng hộ từ 7 quốc gia thành viên liên minh, trong đó có những nhà tài trợ lớn nhất cho Kyiv. Theo các nguồn tin từ giới chức và nhà ngoại giao, các nước này lo ngại việc kết nạp Ukraine có thể dẫn đến xung đột trực tiếp với Nga. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhiều lần công khai bày tỏ quan điểm này. Chính Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận chưa thể thuyết phục được vị nguyên thủ Đức. Trong cuộc phỏng vấn ngày 22 tháng 10, ông Zelensky nói, Đức đứng thứ hai về viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, phía Đức hoài nghi về việc chúng tôi gia nhập NATO là một thực tế. Chúng tôi cần phải làm việc nhiều với phía Đức. Và cuối cùng, Hoa Kỳ sẽ có ảnh hưởng quyết định trong vấn đề này. Đại sứ Hoa Kỳ tại NATO, bà Gillian Smith, khẳng định rằng cho đến nay, liên minh chưa đạt đến điểm có thể đề xuất tư cách thành viên hay lời mời cho Ukraine. Bên cạnh, Hungary và Slovakia cũng phản đối mạnh mẽ việc này. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán gọi kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky là hơn cả kinh hoàng, trong khi Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO có thể là tiền đề cho đệ tam thế chiến và thề sẽ không bao giờ đồng ý với điều này. Theo nguồn tin từ một quan chức NATO, Bỉ, Slovenia và Tây Ban Nha cũng không ủng hộ kế hoạch này, dù họ không công khai bày tỏ quan điểm mà ẩn mình sau lưng Hoa Kỳ và Đức. Một quan chức khác cho biết các nước này ủng hộ ý tưởng kết nạp Ukraine một cách trừu tượng, nhưng khi kế hoạch tiến gần đến hiện thực, họ sẽ bắt đầu phản đối công khai hơn. Tuy nhiên, cả Hoa Kỳ và Đức đều không hoàn toàn bác bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO. Chính quyền Tổng thống Joe Biden từ lâu đã khẳng định điều này sẽ xảy ra sau khi cuộc chiến kết thúc, nhưng không đưa ra thời hạn cụ thể để tránh khiêu khích Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một quan chức cấp cao Hoa Kỳ cho biết, Tòa Bạch Ốc tin rằng đa số các thủ đô châu Âu cũng sẽ không ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO trong ngắn hạn và Kyiv cần phải thực hiện các cải cách chống tham nhũng trước. Tờ Le Monde trước đó cũng đưa tin rằng Tổng thống Biden có thể bắt đầu quá trình chuẩn bị mời Ukraine vào NATO trong giai đoạn chuyển tiếp nếu Phó Tổng thống Kamala Harris thắng cử Tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã nhấn mạnh ông sẽ không thảo luận về khả năng đổi lãnh thổ bị Nga chiếm đóng để lấy tư cách thành viên NATO. Phản ứng về thông tin này, phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine, ông Sergei Nikiforov, bác bỏ nội dung bài báo và cho rằng đây là tin đồn có lợi cho những ai muốn tạo ấn tượng sai lệch rằng Ukraine không nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các thành viên NATO. Ông khẳng định, đa số tuyệt đối các nước thành viên ủng hộ Ukraine gia nhập liên minh và Kyiv đang tích cực vận động những nước còn lại. Hàng loạt nghị sĩ đảng Tự do Canada của Thủ tướng Trudeau ra tối hậu thư đề nghị ông sớm từ chức hoặc đối mặt thách thức trong đảng. Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 23 tháng 10 đã họp kín với các nghị sĩ đảng tự do của ông. Trong đó, 20 nghị sĩ đã kêu gọi ông Trudeau chủ động từ chức do ông có khả năng bị đánh bại trong cuộc bầu cử sắp diễn ra. Nhóm nghị sĩ trên, không có ai là thành viên nội các, đã ký tối hậu thư yêu cầu Thủ tướng Canada quyết định trước ngày 28 tháng 10 nếu không sẽ đối mặt với thách thức, nhưng không nêu rõ thách thức gì. Ông Trudeau gần đây đã vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Quốc hội Canada có 153 nghị sĩ đảng tự do, nên cuộc đối đầu từ nhóm nghị sĩ trên vẫn thiếu sự ủng hộ rộng rãi trong đảng. Hoài nghi về tương lai chính trị của ông Trudeau đang gia tăng, nhưng không lãnh đạo nào có khả năng thay thế ông trong đảng tự do đứng ra phản đối thủ tướng. Trong năm thứ 9 làm thủ tướng Canada, ông Trudeau đang không nhận được sự ủng hộ đông đảo. Những nghị sĩ kêu gọi ông từ chức muốn tránh kịch bản nếu thất cử, đảng tự do sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trong quốc hội. Khảo sát từ CBC cho thấy đảng bảo thủ Canada đang dẫn trước đảng tự do cầm quyền gần 20 điểm phần trăm. Tuy nhiên, ông Trudeau khẳng định vẫn giữ ý định ra tranh cử và sẽ giành chiến thắng. Cuộc bầu cử cần được tổ chức trước khi hết tháng 10 năm 2025. Nhiều thành viên cấp cao trong nội các Canada vẫn duy trì ủng hộ với ông Trudeau. Bộ trưởng Di trú Mark Miller, đồng minh chính của ông Trudeau tuyên bố vẫn hậu thuẫn thủ tướng tái tranh cử và đối đầu với ứng viên đảng bảo thủ Pierre Poilievre. Các nghị sĩ khác trong đảng tự do cho rằng ông Trudeau có thể duy trì ủng hộ đa số trong đảng nếu ông thực hiện những thay đổi đáng kể trong thông điệp và vấn đề chính sách. Không quân Hoàng gia Anh RAF vừa thực hiện một chuyến bay lịch sử dọc biên giới phía Tây của Nga vào đầu tháng này, hoàn thành hành trình giám sát toàn bộ sườn phía đông của NATO. Theo dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay Flyradar 24,
phi cơ trinh sát RC-135W, còn gọi là Rivestone của RAF, đã cất cánh từ sân bay Chania gần vịnh Sauda ở Hy Lạp vào ngày 11 tháng 10. Đây là chuyến bay đầu tiên hoàn thành hành trình giám sát từ điểm cực nam của NATO ở Địa Trung Hải đến biển Barents ở cực bắc. Phi cơ RC-135W do Hoa Kỳ phát triển có khả năng khảo sát phổ điện từ bằng cách thu thập các tín hiệu điện tử từ thông tin liên lạc, radar và các hệ thống khác phục vụ mục đích tình báo. RAF đã nhận được 3 phi cơ loại này từ năm 2013 đến năm 2017. Trong hành trình kéo dài 12 giờ, phi cơ trinh sát đã bay qua không phận Bulgaria và trên biển đen ngoài khơi Romania và tây nam Ukraine. Để tránh không phận Ukraine, phi cơ bay vòng qua Ba Lan, nơi được tiếp nhiên liệu trên không bởi phi cơ tiếp dầu KC-135T của Không quân Hoa Kỳ từ căn cứ Mildenhall, Anh Quốc. Sau đó, Rivestone tiếp tục bay qua các quốc gia Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia, những nước giáp với Belarus và lãnh thổ chính của Nga ở phía đông, cũng như vùng Kaliningrad ở phía tây. Sau khi vượt qua vịnh Phần Lan, phi cơ do thám Anh bay về phía bắc, dọc biên giới giữa Phần Lan và thành viên mới của NATO từ năm 2023 và Nga, cuối cùng đến biển Barents. Biển Barents, một phần của Bắc Băng Dương, là khu vực hoạt động của quân đội Nga, bao gồm không quân và hải quân. Vùng Murmansk ở Tây Bắc Nga, giáp với Phần Lan và Na Uy, là nơi đặt nhiều căn cứ và xưởng đóng tàu của hạm đội phương Bắc Nga. RAF cho biết các phi cơ Rivestone thường xuyên bay dọc biên giới các nước thành viên NATO. Việc hoàn thành chuyến bay trong một lần xuất kích thể hiện năng lực đặt Vương quốc Anh vào vị trí trung tâm trong việc bảo vệ không phận NATO cùng với các đối tác Hoa Kỳ. RAF nhấn mạnh, chuyến bay này diễn ra trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine tiếp tục đe dọa an ninh và ổn định ở sườn phía đông NATO, đồng thời số lượng phi cơ quân sự Nga bị các lực lượng không quân đồng minh chặn lại trên biển Baltic ngày càng tăng. Hội nghị thượng đỉnh BRICS vừa qua đã kết thúc trong thất vọng đối với Moscow khi các kỳ vọng của Nga không được đáp ứng. Theo chuyên gia kinh tế Anatoly Nesmian, kết quả của hội nghị đối với Nga là gần như bằng không hoặc chỉ có một chút thành công nhỏ khi hội nghị diễn ra và thu hút được sự tham dự của các nhà lãnh đạo từ các nước thế giới thứ ba, dù không đầy đủ. Moscow đặt nhiều hy vọng vào việc nhận được sự ủng hộ từ các nước BRICS trong việc vượt qua các lệnh trừng phạt và thiết lập các cơ chế tài chính thay thế. Tuy nhiên, những đề xuất này không nhận được phản hồi tích cực từ các thành viên tham dự. Theo Nesmian, việc tạo ra các phương thức thanh toán quốc tế mới không chỉ là vấn đề lý thuyết đối với Nga, mà là nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh áp lực từ các lệnh trừng phạt và khó khăn trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Về mặt này, kết quả hội nghị là hoàn toàn thất bại đối với Nga. Tuy nhiên, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì tất cả các thành viên khác, ngoại trừ những nước bị cô lập như Venezuela và Iran đều đã hội nhập sâu vào hệ thống thanh toán quốc tế hiện tại. Ngay cả khi họ không hoàn toàn hài lòng với hệ thống này, họ cũng không gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào, ông nhận định. Chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng việc xây dựng một hệ thống tài chính song song, chưa nói đến thay thế, đòi hỏi chi phí rất lớn mà không phải tất cả các nước đều có thể gánh vác. Các thành viên BRICS đã thể hiện thái độ thờ ơ với các đề xuất của Moscow và không sẵn sàng thực hiện các hành động cụ thể. Đối với Điện Kremlin, vấn đề thanh toán quốc tế mang tính cấp bách và cần giải quyết ngay lập tức. Họ không có thời gian để chờ đợi những viễn cảnh tươi sáng trong tương lai, Nesmian nhấn mạnh. Thất bại này cho thấy tính cô lập ngày càng tăng của Nga trên trường quốc tế, ngay khi các đối tác trong khối BRICS cũng không sẵn sàng ủng hộ các sáng kiến của Moscow nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Đáng chú ý, trong tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh BRICS, Ukraine chỉ được nhắc đến một lần, phản ánh sự thận trọng của các thành viên trong việc đứng về phía Nga trong cuộc chiến. Cuộc chiến xâm lược kéo dài với Ukraine, thay vì mang lại chiến thắng chớp nhoáng như dự kiến, đã buộc Nga phải tổng động viên và chịu tổn thất lên tới 600.000 người, khiến niềm tin của xã hội vào lực lượng vũ trang bị lung lay đáng kể. Theo cuộc thăm dò mới nhất của Trung tâm Levada, một tổ chức nghiên cứu độc lập của Nga, tính đến tháng 10 năm 2024, tỷ lệ người Nga tin tưởng vào quân đội đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu chiến sự. Cụ thể, chỉ còn 69% người Nga bày tỏ niềm tin vào quân đội, giảm 8 điểm phần trăm so với thời điểm khởi đầu chiến dịch. Mức độ tín nhiệm cao nhất đối với quân đội được ghi nhận vào tháng 8 năm 2022 với 77% số người được hỏi. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, con số này đã giảm xuống 72% và tiếp tục sụt giảm thêm 3 điểm phần trăm.
Theo số liệu của Levada, quân đội là định chế nhà nước và cưỡng chế duy nhất bị mất đi sự tin tưởng của người dân trong thời gian diễn ra chiến sự. Ngược lại, mức độ tín nhiệm đối với chính phủ tăng từ 55 lên 57%, chính quyền địa phương từ 43 lên 48%, Duma quốc gia từ 42 lên 47%, cảnh sát từ 41 lên 48% và viện kiểm sát từ 38 lên 43%. Giám đốc trung tâm Levada, ông Denis Volkov, nhận định sự sụt giảm đáng kể nhất về niềm tin vào quân đội diễn ra giữa năm 2022-2023. Có lẽ những lời chỉ trích của Yevgeny Prigozhin đối với Bộ Quốc phòng, cáo buộc tham nhũng và có thể cả việc rút lui vào cuối năm 2022 đã đóng vai trò quan trọng, ông Volkov phỏng đoán. Tuy nhiên, quân đội vẫn đứng thứ hai về mức độ tín nhiệm, chỉ sau Tổng thống 80%, và sự sụt giảm trong năm qua được đánh giá là không đáng kể. Theo nhà xã hội học này, việc lực lượng Ukraine xâm nhập vào tỉnh Kursk khiến Moscow mất kiểm soát 1.000 km2 lãnh thổ. Nếu có tác động tiêu cực thì cũng không nhiều. Nhìn chung, mức độ tin tưởng trong xã hội Nga vẫn ở mức thấp. Chỉ 17% người tham gia khảo sát cho rằng có thể tin tưởng người xung quanh, trong khi đại đa số 82% cho rằng cần phải thận trọng khi đối xử với mọi người. Mức độ tin tưởng giữa người với người ở Nga thấp hơn đáng kể so với các nước phương Tây. Theo khảo sát của Pew, tại Canada có 71% người tin tưởng đa số những người xung quanh, ở Mỹ là 58%, Hà Lan 74%, Thụy Điển 71%, Anh 67% và Đức 59%. Trong số các nước châu Âu, Italy có mức độ tin tưởng lẫn nhau thấp nhất là 43%. Trung bình tại 14 nước phát triển, mức độ tin tưởng trong xã hội cao gấp 3,6 lần so với Nga, đạt 62%. Chính quyền Nga đang chuẩn bị tăng mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm dầu mỏ nhằm bổ sung ngân sách liên bang trong bối cảnh chi tiêu quân sự dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục mới trong năm tới. Trong phiên họp hôm thứ Tư, Hạ viện Nga Duma Quốc gia đã thông qua dự luật tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng lên 14% và dầu diesel lên 16%, cao gấp 3 lần so với mức tăng 4,7% được quy định trong bộ luật thuế hiện hành. Theo các điều khoản sửa đổi đã được công bố trong cơ sở dữ liệu thống nhất của Duma, kể từ năm 2025, ngân sách sẽ thu 17.088 rúp cho mỗi tấn xăng và 12.120 rúp cho mỗi tấn dầu diesel, tăng lần lượt 2.040 và 1.695 rúp so với năm hiện tại. Dự kiến, nguồn cung xăng và dầu diesel cho thị trường nội địa Nga trong năm 2025 sẽ đạt lần lượt 38,5 triệu tấn và 54,2 triệu tấn. Với mức tăng thuế được phê duyệt, chính phủ sẽ thu thêm 170,4 tỷ rúp, trong đó 116,6 tỷ rúp đến từ việc tăng thuế vượt kế hoạch. Xét đến việc thuế tiêu thụ đặc biệt được tính vào giá nhiên liệu trước khi tính thuế giá trị gia tăng VAT, ngân sách sẽ thu thêm 23 tỷ rúp từ VAT. Hãng tin Reuters ước tính kết quả là giá xăng tại thị trường Nga với một nửa giá thành là thuế sẽ tăng 1,8 rúp mỗi lít. Giá dầu diesel dự kiến sẽ tăng 1,7 rúp mỗi lít. Tổng cộng, theo các sửa đổi trong bộ luật thuế, ngân sách Nga dự kiến thu 1.315 tỷ rúp từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm dầu mỏ trong năm tới. Khoảng 1/3 số tiền này sẽ về ngân khố liên bang, nơi cứ 3 rúp thì có 1 rúp được dự kiến chi cho quân đội và mua sắm vũ khí. Nhà kinh tế Yevgeny Nadushin của PF Capital nhận định, chưa bao giờ ngân sách lại tập trung thu lợi tài khoá từ mọi nguồn có thể như thời gian gần đây. Ngoài việc tăng thuế nhiên liệu, chính quyền còn triển khai cải cách thuế lớn nhất trong nhiều thập niên, bao gồm tăng thuế thu nhập doanh nghiệp và áp dụng biểu thuế thu nhập cá nhân theo bậc. Theo tính toán của Bộ Tài chính, điều này sẽ mang lại cho ngân khố 3,6 nghìn tỷ rúp trong năm tới và 14,7 nghìn tỷ rúp trong 3 năm tới. Gần như toàn bộ số tiền bổ sung sẽ được sử dụng cho ngân sách quân sự, dự kiến tăng 2,4 nghìn tỷ rúp lên 13,2 nghìn tỷ rúp. Trong khi đó, chi tiêu cho chính sách xã hội sẽ giảm 700 tỷ rúp, còn chi tiêu cho y tế và giáo dục sẽ bị đóng băng. Ông Nadushin kết luận, thực tế, các quan chức phê duyệt ngân sách liên bang đang trực tiếp nói rằng đừng kỳ vọng thêm hỗ trợ phát triển từ ngân sách. Ngân sách năm 2025 đồng nghĩa với việc tăng thuế đối với doanh nghiệp và người dân, tăng chi phí trả nợ và tăng chi tiêu cho địa chính trị. Giám đốc cơ quan tình báo Israel Mossad David Bania đã đề xuất một khuôn khổ mới cho thỏa thuận con tin khi ông tới Doha vào Chủ nhật tới để tham gia đàm phán cấp cao đầu tiên cùng giám đốc CIA William Burns sau gần 2 tháng gián đoạn.
Theo nguồn tin, ông Barnier đã âm thầm làm việc để xây dựng thỏa thuận chung mới cùng với Qatar, Hoa Kỳ và Ai Cập. Nguồn tin này cho biết họ cảm thấy đây là cơ hội thực sự cho một khởi đầu mới, tuy nhiên không tiết lộ chi tiết về khuôn khổ thỏa thuận mới. Văn phòng Thủ tướng Israel hôm thứ Năm thông báo, tại cuộc họp, các bên sẽ thảo luận về các phương án khởi động đàm phán để giải thoát các con tin từ Hamas. Người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Israel Shin Bet Ronen Bar cũng đã gặp tân giám đốc tình báo Ai Cập Hassan Rathat tại Cairo. Ông Rathat sẽ tham gia cuộc đàm phán tại Doha cùng Thủ tướng Qatar Mohammed Al Thani. Qatar và Ai Cập cùng với Hoa Kỳ là những trung gian chính trong các cuộc đàm phán nhằm giải cứu 101 con tin. Các cuộc đàm phán đã bị đình trệ sau khi Hamas sát hại 6 con tin, trong đó có công dân mang hai quốc tịch Mỹ, Israel, Hez Golbesh Polin, và nay được nối lại sau khi quân đội Israel vô hiệu hóa thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar cách đây hơn một tuần. Trong chuyến công du khu vực lần này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã thúc đẩy việc khởi động lại đàm phán. Tại cuộc họp báo chung ở Doha hôm thứ Năm, Thủ tướng Qatar Al Thani xác nhận Doha đã liên lạc với Hamas sau cái chết của Sinwar. Ông nói, chúng tôi đã tiếp xúc và có một số cuộc gặp với họ trong những ngày qua. Tuy nhiên, Qatar chưa thể xác định lập trường của họ về đàm phán, nhưng cảm nhận đó vẫn là lập trường cũ từ vòng đàm phán trước. Trước đó, Qatar và Ai Cập cùng Hoa Kỳ đã hy vọng hoàn tất giai đoạn 1 trong thỏa thuận 3 giai đoạn được công bố cuối tháng 5 với việc thả tối đa 32 con tin thuộc diện nhân đạo, bao gồm phụ nữ, người già và người bệnh. Sau cái chết của Sinwar, Israel đang xem xét các phương án khác, bao gồm việc trả tự do cho tất cả con tin cùng lúc hoặc đàm phán trực tiếp với từng nhóm Palestine đang giữ con tin. Ông Bena trước đây đã đề cập khả năng có một thỏa thuận lớn hơn, tận dụng áp lực từ Iran và Hezbollah lên Hamas để đạt thỏa thuận, từ đó tạo ra lệnh ngừng bắn với cả Hezbollah và Hamas, đồng thời giải cứu con tin. Tuy nhiên, ông Blinken đã làm rõ rằng hiện tại đàm phán về con tin ở Gaza tách biệt với nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Trước khi rời Israel, ông Blinken cũng ngầm chỉ ra rằng thỏa thuận con tin và ngừng bắn ở Gaza có thể đạt được trong một khuôn khổ khu vực lớn hơn, bao gồm cả thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Ả Rập Xê Út. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết ông không thể xác nhận tính xác thực trong báo cáo của Israel công bố hôm thứ Tư, cáo buộc 6 phóng viên đang hoạt động của hãng truyền thông Al Jazeera có liên hệ với tổ chức khủng bố Hamas và phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine, PIJ. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Qatar Mohammed Al Thani tại Doha hôm thứ Năm, ông Blinken nhấn mạnh vấn đề này rõ ràng cần được điều tra kỹ lưỡng. Người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định Washington luôn ủng hộ công việc của các nhà báo tại dải Gaza cũng như ở mọi nơi trên thế giới, kể cả tại các khu vực xung đột. Ngoại trưởng Blinken cũng bày tỏ quyết tâm bảo vệ các nhà báo, đồng thời lưu ý rằng đã có quá nhiều phóng viên thiệt mạng tại Gaza. Ông nói, chúng tôi quyết tâm làm những gì có thể để bảo đảm họ có thể làm việc an toàn và bảo đảm nhất có thể, dù nhận thức rõ tại bất kỳ vùng chiến sự nào cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm. Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động báo chí là điều cấp thiết và Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ điều này. Về phần mình, Thủ tướng Qatar Al Thani đã bảo vệ Al Jazeera, khẳng định đây là một tổ chức truyền thông độc lập, có trụ sở tại Doha và Qatar rất tự hào về tổ chức đã giành được sự tôn trọng trên toàn cầu này. Ông nói, chúng tôi tin rằng Al Jazeera đang hoạt động theo các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Nếu những cáo buộc này có căn cứ, họ sẽ có biện pháp xử lý cần thiết đối với các phóng viên của mình. Thủ tướng Qatar cũng chia sẻ rằng qua cuộc chiến này, Qatar đã nhận ra không thể tin tưởng hoàn toàn vào những cáo buộc của Israel và ông sẽ xem xét kỹ lưỡng những cáo buộc gần đây trước khi chấp nhận chúng. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ báo chí trong các khu vực xung đột. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ vừa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ Nga, Iran và Trung Quốc có thể kích động biểu tình bạo lực sau cuộc bầu cử tổng thống tháng tới. Theo bản ghi nhớ mới được Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ công bố, ba quốc gia này có thể hỗ trợ các cuộc biểu tình thông qua hai hình thức, bí mật tổ chức các sự kiện hoặc thúc đẩy các nhóm địa phương tham gia vào những cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch. Mục tiêu chính của họ là làm sâu sắc thêm sự chia rẽ trong xã hội Mỹ, phá hoại niềm tin vào kết quả bầu cử và gây khó khăn cho quá trình chuyển giao quyền lực. Giới chức tình báo nhấn mạnh nguy cơ can thiệp từ các tác nhân nước ngoài đã tăng lên đáng kể. Điển hình là vào tháng 1, cơ quan tình báo quân sự Nga đã cố gắng tuyển mộ một công dân Mỹ để tổ chức biểu tình mà người này không hề biết mình đang tiếp xúc với điệp viên Nga.
Bản ghi nhớ cũng cho biết Iran đã tìm cách hậu thuẫn các cuộc biểu tình phản đối chính sách của Hoa Kỳ liên quan đến xung đột tại dải Gaza thông qua việc đề nghị tài trợ chi phí đi lại cho người biểu tình. Các chuyên gia dự báo cả ba quốc gia này sẽ tăng cường sử dụng thông tin sai lệch và tuyên truyền để làm trầm trọng thêm tình trạng phân cực trong xã hội Hoa Kỳ. Tình hình có thể trở nên căng thẳng, đặc biệt trong giai đoạn từ ngày bầu cử đến lễ nhậm chức của từng tổng thống, khi các đối thủ nước ngoài và phần tử cực đoan có thể tìm cách phá hoại quá trình kiểm chứng phiếu bầu. Đáng lo ngại là tại một số cộng đồng, nhân viên phòng phiếu đã phải lắp đặt kính chống đạn và nút báo động khẩn cấp do lo ngại về các sự việc bạo lực có thể xảy ra trong thời gian bầu cử. Trước đó, Tòa Bạch Ốc đã cho biết đang chuẩn bị các biện pháp đối phó với những nỗ lực bí mật của Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử. Các chuyên gia cảnh báo kết quả bầu cử Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của Nga. Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ lần này được xem là một trong những cuộc bầu cử căng thẳng nhất trong lịch sử, với những lo ngại về an ninh và sự can thiệp từ nước ngoài ở mức độ chưa từng có. Triều Tiên đang thực hiện chiến dịch cưỡng bách di dời các gia đình của binh sĩ được điều động sang Nga nhằm bưng bít thông tin về việc họ tham gia vào cuộc xâm lược Ukraine. Thông tin này được dân biểu Quốc hội Hàn Quốc Lee Chae-won tiết lộ và được hãng tin Reuters đăng tải. Theo vị dân biểu này, chính quyền Bình Nhưỡng đang áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt bằng cách cô lập và tập trung các gia đình binh sĩ tại những địa điểm được chỉ định. Mục đích của động thái này nhằm ngăn chặn mọi tin đồn về việc binh lính Bắc Triều Tiên tham chiến tại Ukraine có thể lan rộng trong dân chúng. Đáng chú ý, Moscow đã tuyển dụng một số lượng lớn thông dịch viên để phục vụ cho việc huấn luyện binh sĩ Bắc Triều Tiên. Các thông dịch viên này đóng vai trò then chốt trong quá trình đào tạo quân Bắc Triều Tiên, sử dụng các thiết bị quân sự hiện đại, đặc biệt là phi cơ không người lái. Theo đánh giá của các huấn luyện viên Nga, dù binh sĩ Bắc Triều Tiên có thể chất tốt và tinh thần chiến đấu cao, nhưng họ thiếu kinh nghiệm về các phương pháp tác chiến hiện đại. Điều này khiến giới chức quân sự Nga lo ngại về khả năng chịu thương vong lớn của lực lượng này nếu được triển khai ra tiền tuyến. Phát biểu tại Rome hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã xác nhận Washington nắm được bằng chứng về việc Bắc Triều Tiên điều quân sang Nga. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ vẫn đang theo dõi chặt chẽ để xác định vai trò cụ thể của các binh sĩ này trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Thông tin từ cơ quan tình báo Hàn Quốc cho thấy quy mô lực lượng Triều Tiên được điều sang Nga đã vượt xa con số ước tính ban đầu. Thay vì 1.500 binh sĩ như thông tin trước đó, hiện đã có tới 3.000 quân được điều động. Đáng báo động hơn, Seoul còn cảnh báo Bình Nhưỡng đang lên kế hoạch tăng con số này lên tới 12.000 quân. Giới phân tích cho rằng để đổi lấy sự hỗ trợ quân sự này, Triều Tiên có thể sẽ nhận được công nghệ hạt nhân từ Moscow. Đây là một thỏa thuận nguy hiểm, có thể làm gia tăng đáng kể mối đe dọa an ninh tại khu vực Đông Á. Theo thông tin từ cơ quan tình báo Ukraine, lực lượng Triều Tiên dự kiến sẽ được triển khai tại tỉnh Kursk của Nga. Động thái này phản ánh tình trạng ngày càng nghiêm trọng của Moscow trong việc bổ sung nhân lực cho cuộc xâm lược Ukraine. Việc phải dựa vào sự hỗ trợ từ một trong những chế độ độc tài cô lập nhất thế giới cho thấy Nga đang rơi vào tình thế khó khăn về nguồn lực quân sự. Sự xuất hiện của binh lính Triều Tiên trên chiến trường Ukraine không chỉ là dấu hiệu cho thấy Moscow đang ngày càng cô lập trên trường quốc tế, mà còn báo hiệu một bước leo thang mới trong cuộc chiến khi các chế độ độc tài trên thế giới bắt đầu liên kết chặt chẽ hơn với nhau. Tình trạng bạo loạn trong hàng ngũ quân đội Nga ngày càng trở nên nghiêm trọng khi mới đây thông tin về một dịch vụ bắn chết chiến binh cường kích tại mặt trận đã được tuyên truyền quân sự Nga xác nhận. Vụ việc xảy ra khi một chỉ huy Nga đã tự tay bắn chết binh sĩ của mình vì anh này đã từ chối tham gia vào các cuộc tấn công trực diện, điều mà chiến binh Nga thường gọi là cuộc tấn công thịt. Theo Maxim Kalashnikov, một nhà tuyên truyền quân sự nổi tiếng của Nga, việc này xảy ra khi một nhóm lính thuộc trung đoàn xe tăng 19 của lực lượng vũ trang Nga đã viết đơn khiếu nại chống lại chỉ huy của họ và báo cáo rằng vị chỉ huy này có ý định tiêu diệt toàn bộ đơn vị chiến đấu. Các binh sĩ này đã quay video và báo cáo chỉ huy của mình âm mưu hủy diệt họ. Họ tố cáo rằng việc hành quyết các binh lính không chấp nhận tham gia các cuộc tấn công trực diện đã trở nên phổ biến trong quân đội Nga, như một phương pháp để trấn áp những ai không muốn tham gia vào các nhiệm vụ nguy hiểm và vô nghĩa. Trước đó, vào ngày 21 tháng 10, các nguồn tin từ mặt trận cho biết, sau khi người lính của trung đoàn xe tăng 19 từ chối theo mệnh lệnh tấn công, họ bị ném xuống hố sâu như một hình phạt, và cuối cùng chỉ còn một người sống sót. Một trong những Z-blogger Nga đã đăng tải thông tin và nói về sự phẫn nộ đối với hành động trên của chỉ huy quân đội Nga.
Trong một báo cáo cũng đưa tin rằng quân đội Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng, đến mức họ phải điều cả binh lính từ lực lượng hỏa tiễn chiến lược ra chiến trường để tham gia các cuộc tấn công trực diện. Trong một động thái chấn động đáng chú ý mới đây, lực lượng Hezbollah đã đăng video phóng hỏa tiễn bắn hạ UAV Hermes 450 trị giá 2 triệu USD của Israel trên vùng trời Liban. Video được nhóm vũ trang Hezbollah công bố cho thấy cảm biến quang học và hồng ngoại đang theo dõi máy bay không người lái Israel trên bầu trời Liban. Một tay súng Hezbollah khai hỏa hỏa tiễn phòng không vác vai, quả đạn tăng tốc và nhanh chóng bay về phía mục tiêu. Hình ảnh từ cảm biến hồng ngoại cho thấy hỏa tiễn đánh trúng mục tiêu khiến UAV Israel bốc cháy và lao xuống đất. Hezbollah hôm 22 tháng 10 tuyên bố hạ UAV Hermes 450 của Israel trên vùng trời Liban, song không nêu vị trí cụ thể. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cùng ngày xác nhận một UAV bị bắn rơi tại miền nam Liban, nhưng không tiết lộ chủng loại. IDF cũng thông báo đang điều tra sự việc, khẳng định không lo ngại nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm từ xác UAV. Sau khi xung đột leo thang từ tháng 10 năm 2023, Hezbollah đã tăng cường sử dụng hỏa tiễn phòng không và hạ nhiều UAV của Israel, trong đó có mẫu Hermes 450 và phiên bản nâng cấp có kích thước lớn hơn là Hermes 900. Seth Franman, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quỹ Bảo vệ Dân chủ có trụ sở tại Mỹ, cho rằng Hezbollah ngày càng thành công trong nỗ lực đối phó UAV cỡ lớn và cỡ trung của Israel. UAV cỡ lớn và cỡ trung ngày càng đối mặt nhiều nguy cơ khi hoạt động trong vùng chiến sự. Một trong các ví dụ là nhóm Houthi tại Yemen đã bắn rơi nhiều máy bay MQ-9 Reaper của Mỹ. Họ có thể chia sẻ thông tin thu được từ xác máy bay cho đồng minh như Hezbollah hoặc Iran. Ông nhận định, Hermes 450 là UAV chiến thuật hiệu suất cao đa năng do Tập đoàn Quốc phòng Elbit Systems của Israel phát triển, có giá 2 triệu USD mỗi chiếc. Nó được quân đội Israel sử dụng rộng rãi với vai trò tình báo, giám sát, thu thập mục tiêu và trinh sát trong hơn một thập niên qua. Phi cơ có chiều dài 6,1 m, sải cánh 10,5 m, trần bay 5.500 m, hoạt động liên tục trong 17 giờ. Nó có vận tốc tối đa 176 km/h, song thường chỉ bay hành trình ở tốc độ 130 km/h. Tải trọng của Hermes 450 là 180 kg, có thể mang 4 hỏa tiễn dẫn đường Spiker. Chris Lincoln-Jones, cựu thiếu tá lục quân Anh, từng mô tả Hermes 450 là mẫu UAV tốt nhất thế giới khi chứng kiến nó hoạt động trên thực tế. Xung đột Israel-Hezbollah gần đây leo thang nghiêm trọng sau khi IDF hạ sát hàng loạt quan chức cấp cao của Hezbollah, trong đó có thủ lĩnh Hassan Nasrallah, và mở chiến dịch trên bộ hạn chế vào miền nam Liban. Hezbollah đáp trả bằng cách liên tục nã pháo, phóng rocket, hỏa tiễn vào miền bắc Israel và giao tranh với bộ binh nước này gần biên giới. Nhóm vũ trang ở Liban cũng thể hiện khả năng tập kích sâu ít nhất 60 km vào lãnh thổ đối phương, trong khi phòng không Israel đã nhiều lần để lọt mục tiêu và dường như đang đối mặt nguy cơ thiếu hỏa tiễn đánh chặn. Trong một động thái đáng chú ý phản ánh sự xích lại gần nhau giữa Moscow và Bình Nhưỡng, Hạ viện Nga Duma Quốc gia đã biểu quyết thông qua Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện với Triều Tiên với số phiếu gần như tuyệt đối. Kết quả biểu quyết cho thấy 397 nghị sĩ bỏ phiếu thuận và không có phiếu chống trước khi văn kiện được chuyển lên Hội đồng Liên bang Nga để tiếp tục quy trình phê chuẩn. Hiệp ước này được ký kết trong chuyến công du lịch sử của Tổng thống Vladimir Putin tới thủ đô Bình Nhưỡng vào tháng 6 vừa qua. Văn kiện được chính Tổng thống Putin đệ trình lên Hạ viện vào ngày 14 tháng 10 phản ánh tầm quan trọng chiến lược của thỏa thuận này đối với Moscow. Theo thông tin từ hãng thông tấn TASS, hiệp ước sẽ có hiệu lực vô thời hạn kể từ thời điểm hai nước hoàn tất việc trao đổi văn kiện được Quốc hội phê duyệt. Điều đáng chú ý trong nội dung hiệp ước là điều khoản quy định về nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau. Nếu một trong hai nước bị tấn công, quốc gia còn lại sẽ phải lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các trợ giúp khác. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phát triển quan hệ song phương theo hướng toàn diện và mang tính đồng minh. Hạ viện Nga cũng khẳng định hiệp ước sẽ tạo nền móng vững chắc cho quan hệ hợp tác bền vững giữa hai nước, dựa trên các nguyên tắc cơ bản như tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Việc phê chuẩn hiệp ước diễn ra trong bối cảnh phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Hàn Quốc đang bày tỏ quan ngại về mối quan hệ ngày càng gắn kết giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Họ cáo buộc Triều Tiên đã điều hàng ngàn binh sĩ tới Nga để huấn luyện và có thể tham chiến tại Ukraine.
Tuy nhiên, cả Nga và Triều Tiên đều kiên quyết bác bỏ những cáo buộc này. Đại diện Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc mới đây đã gọi những cáo buộc này là vô căn cứ, trong khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Mối quan hệ Nga-Triều Tiên có cơ sở lịch sử sâu sắc từ thời Liên Xô và được củng cố bởi việc hai nước có chung đường biên giới đất liền. Đáng chú ý, ngay sau khi nhậm chức Tổng thống vào năm 2000, ông Putin đã thực hiện chuyến thăm Triều Tiên và gặp gỡ cố lãnh đạo Kim Jong-il. Quan hệ song phương càng trở nên khăng khít hơn kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào đầu năm 2022. Lãnh đạo Kim Jong-un thậm chí đã công khai gọi Tổng thống Putin là người bạn thân thiết nhất của Triều Tiên, minh chứng cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nhà lãnh đạo và hai quốc gia. Trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn về tình hình quốc tế và cuộc chiến xâm lược của ông ta tại Ukraine. Người dân tất nhiên lo ngại về tình hình quốc tế căng thẳng leo thang tại các khu vực xung đột, cả ở Trung Đông lẫn Ukraine. Nhưng không phải chúng tôi là người gây ra leo thang. Những người đứng về phía bên kia mới là người luôn muốn làm gay gắt tình hình. Tuy nhiên, chúng tôi đã sẵn sàng cho tình huống căng thẳng này. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Putin. Về vấn đề đàm phán hòa bình với Ukraine, nhà lãnh đạo Điện Kremlin khẳng định Moscow sẵn sàng xem xét các phương án đàm phán, nhưng phải dựa trên thực tế đã hình thành trên thực địa. Ông nhấn mạnh, chúng tôi sẵn sàng xem xét mọi phương án thỏa thuận hòa bình dựa trên thực tế hiện có trên thực địa, và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ điều kiện nào khác. Ông Putin cho rằng chính quyền Ukraine không muốn đàm phán vì việc đối thoại hòa bình sẽ dẫn đến việc hủy bỏ tình trạng thuyết quân luật, từ đó cho phép tổ chức bầu cử tổng thống tại nước này. Ông tiết lộ đã nhận được đề xuất đàm phán hòa bình từ Thổ Nhĩ Kỳ và đã đồng ý, nhưng Kyiv đã từ chối. Tôi nói rằng tốt thôi, chúng tôi đồng ý. Nhưng ngày hôm sau, người đứng đầu chế độ Kyiv bất ngờ tuyên bố không có ý định đàm phán với chúng tôi. Chúng tôi nói với phía Thổ Nhĩ Kỳ rằng, cảm ơn các bạn về sự tham gia, nhưng trước tiên hãy làm rõ với khách hàng của mình xem họ có muốn đàm phán hay không. Hãy để họ nói thẳng về điều đó. Ông Putin nói, đồng thời cảm ơn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cung cấp địa điểm đàm phán với Ukraine vào năm 2022. Lần đầu tiên vào ngày 14 tháng 6, Putin đã công khai các điều kiện đàm phán, bao gồm yêu cầu Kyiv chấp nhận vị thế trung lập, không tham gia khối quân sự và phi hạt nhân, đồng thời công nhận các tỉnh Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Luhansk là lãnh thổ của Nga. Đồng thời, ông cũng yêu cầu phương Tây dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt đối với Nga. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gọi những điều kiện này là tối hậu thư. Kyiv kiên quyết yêu cầu Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine và khôi phục biên giới năm 1991. Điều này bao hàm cả việc Nga từ bỏ việc sáp nhập bán đảo Crimea. Những tuyên bố mới nhất của Putin một lần nữa cho thấy khoảng cách lớn giữa lập trường của Moscow và Kyiv, đồng thời phản ánh sự cứng rắn trong chính sách đối ngoại của Nga trước áp lực từ phương Tây và các đồng minh của Ukraine. Lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá các căn cứ bí mật của lực lượng đặc nhiệm Radwan thuộc tổ chức Hezbollah ở miền nam Liban. Chiến dịch này nằm trong nỗ lực của IDF nhằm ngăn chặn các hoạt động khủng bố và bảo vệ biên giới phía bắc Israel khỏi các cuộc tấn công bất ngờ từ Hezbollah. Lực lượng Radwan được coi là đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của Hezbollah với sự hậu thuẫn từ Iran và có nhiệm vụ thực hiện các cuộc tấn công vào miền bắc Israel. Theo thông tin từ IDF, chiến dịch này được thực hiện bởi lữ đoàn 646 với các cuộc đột kích giới hạn, nhưng có mục tiêu cụ thể vào nhiều địa điểm khác nhau. Các cuộc tấn công đã nhắm vào các căn cứ ngầm, nơi lưu trữ vũ khí và lương thực phục vụ cho các hoạt động khủng bố dài hạn của Hezbollah. Bên trong các căn cứ, IDF đã phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy lực lượng Radwan đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công quy mô lớn, bao gồm giường tầng, tủ đựng đồ và cơ sở hạ tầng cho việc lưu trú dài hạn. Đặc biệt, IDF đã phá hủy và thu giữ một số lượng lớn vũ khí từ các kho vũ khí được phát hiện trong các căn cứ này. Số vũ khí bao gồm súng trường AK-47, đạn dược, hỏa tiễn, đạn cối, súng phóng lựu RPG và hỏa tiễn chống tăng tiên tiến. Một số kho vũ khí thậm chí còn được giấu bên trong nhà dân, cho thấy mức độ tinh vi và chiến lược của Hezbollah trong việc chuẩn bị cho các cuộc tấn công. Ngoài việc phá hủy các kho vũ khí, IDF cũng tập trung vào việc phá vỡ hệ thống đường hầm ngầm của Hezbollah. Các đường hầm này là một phần quan trọng trong chiến lược tấn công của lực lượng Radwan, cho phép họ bí mật xâm nhập vào lãnh thổ Israel. Các binh sĩ Israel đã phát hiện nhiều bản đồ và kế hoạch tấn công chi tiết, bao gồm các tuyến đường và điểm tấn công được lực lượng Radwan lên kế hoạch từ trước.
Trong suốt chiến dịch, IDF đã thu thập được nhiều thông tin tình báo quan trọng, giúp nâng cao khả năng đối phó của Israel trước các mối đe dọa từ Hezbollah. Lực lượng Radwan được biết đến với việc sử dụng các chiến thuật tấn công tiên tiến và công nghệ quân sự hiện đại từ Iran, do đó việc vô hiệu hóa năng lực của họ là mục tiêu hàng đầu của Israel. Các cuộc đột kích này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah, đặc biệt sau khi Hezbollah tăng cường các hoạt động ở biên giới phía Bắc. Chiến dịch của IDF là một phần trong chuỗi các hoạt động quân sự nhằm làm suy yếu lực lượng Hezbollah, ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng và bảo vệ an ninh cho Israel. Nhìn chung, chiến dịch này đã thành công trong việc phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Hezbollah và thu thập được nhiều thông tin tình báo quý giá. Điều này góp phần làm giảm mối đe dọa từ lực lượng Radwan và củng cố vị thế phòng thủ của Israel ở khu vực biên giới phía Bắc. Vũ Giác Đài hôm thứ Năm cho biết, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant diễn ra một ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các báo cáo liên quan đến việc Israel thực hiện những cuộc tấn công vào lực lượng vũ trang Liban LAF. Phó thư ký báo chí Sabria Shin cho biết trong cuộc họp báo, ông Austin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an ninh và an toàn cho lực lượng vũ trang Liban cũng như lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc UNIFIL đang hoạt động trong khu vực. Theo bà Shin, Israel đã thể hiện sự lắng nghe và thấu hiểu những quan ngại này của Washington. Phía Israel hiểu rằng họ cần tiến hành các chiến dịch có tính đến sự hiện diện của lực lượng vũ trang Liban và UNIFIL trong khu vực đó. Họ cần bảo đảm an toàn cho các lực lượng này. Đây là điều đã được nhấn mạnh nhiều lần trong các cuộc trao đổi giữa hai bên. Bà Shin nói và cho biết thêm, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm rõ và yêu cầu thêm thông tin chi tiết khi cần thiết. Trong cuộc điện đàm quan trọng này, ông Austin cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc về việc một chỉ huy lữ đoàn của quân đội phòng vệ Israel IDF thiệt mạng tại phía bắc dải Gaza trong các trận giao tranh cuối tuần qua. Người đứng đầu Ngũ Giác Đài đồng thời bày tỏ sự hoan nghênh đối với việc Israel cho phép vận chuyển viện trợ nhân đạo qua cửa khẩu Erez. Tuy nhiên, theo đánh giá của bà Shin, lượng viện trợ nhân đạo hiện được chuyển qua cửa khẩu Erez vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân Gaza. Tình hình nhân đạo tại Gaza, đặc biệt là phía bắc Gaza, đang trong tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta cần thấy nhiều viện trợ nhân đạo hơn nữa được chuyển vào khu vực này. Bà Shin nhấn mạnh và cho biết vấn đề này liên tục được đề cập trong các cuộc điện đàm giữa ông Austin và Bộ trưởng Gallant, bao gồm cả cuộc trao đổi mới nhất ngày hôm qua. Ở một diễn biến đáng chú ý, Trung Quốc đang thành lập các đơn vị chiến lược mới và mở rộng các đơn vị hiện có để triển khai kho vũ khí hạt nhân ngày càng lớn mạnh. Cơ quan tình báo quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã báo cáo về việc này. Đất nước này đang trải qua quá trình mở rộng và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân nhanh nhất trong lịch sử, với mục tiêu chống lại sự cạnh tranh chiến lược với Hoa Kỳ. Trung Quốc đang triển khai và phát triển một số năng lực hạt nhân mới, bao gồm hệ thống phóng silo lớn nhất, hệ thống phóng di động trên bộ và hệ thống phóng trên không và tàu ngầm. Theo ước tính của tình báo, đến năm 2030, Trung Quốc sẽ tăng kho vũ khí hạt nhân của mình lên hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân. Hầu hết trong số chúng sẽ ở dạng số lượng hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa ICBM ngày càng tăng, có khả năng tấn công lục địa Hoa Kỳ. Quân đội Trung Quốc đang mở rộng lực lượng chiến lược cho kho vũ khí của mình. Nước này đã triển khai khoảng 300 bệ phóng silo cho hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa DF-31 và DF-41. Các lữ đoàn bổ sung được trang bị bệ phóng ICBM DF-26 hạt nhân và phi hạt nhân đang được thành lập. Các lữ đoàn ICBM cơ động mới đang được thành lập với số lượng bệ phóng tăng từ 6 đến 12 đơn vị trên mỗi lữ đoàn. Từ năm 2021, Trung Quốc đã tích cực phát mạng lưới bệ phóng mìn rộng khắp cho hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa tại sa mạc ở tỉnh Cam Túc thuộc khu tự trị Nội Mông. Trung tâm nghiên cứu không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin đã phát hiện ra một hệ thống quy mô lớn gồm 120 bệ phóng. Tin tức tình báo cũng lưu ý rằng Trung Quốc có thể đang tìm cách phát triển đầu đạn hạt nhân có sức công phá thấp hơn để cung cấp các lựa chọn phản ứng tương xứng mà đầu đạn có sức công phá cao hiện tại của nước này không thể cung cấp. Cơ quan này của Hoa Kỳ dựa vào các bài viết của quân đội Trung Quốc, các ấn phẩm của các nhà chiến lược Trung Quốc, dữ liệu về ngành công nghiệp quốc phòng và các chỉ thị tiếp theo của Tổng thống nước này để đưa ra phán đoán. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ước tính rằng Trung Quốc hiện có kho vũ khí hơn 500 đầu đạn hạt nhân, và việc tăng gấp đôi kho vũ khí sau năm 2030 có khả năng chỉ tiếp tục quá trình tích trữ. Trung Quốc cũng tiếp tục tìm kiếm sự ngang bằng về chất lượng hoặc kỹ thuật với Hoa Kỳ và Nga. Những nỗ lực này là một phần của nỗ lực để có một quân đội đẳng cấp thế giới vào giữa thế kỷ.
phù hợp với một quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại lớn. Nước này có kế hoạch tiếp tục hiện đại hóa đáng kể cả ba mắt xích trong bộ ba hạt nhân, bao gồm nâng cấp các loại vũ khí hiện có, chẳng hạn như phiên bản hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu lỏng DF-5 có một và nhiều đầu đạn, phát triển một loại tàu ngầm ICBM chạy bằng năng lượng hạt nhân mới và phát triển máy bay ném bom tàng hình chiến lược. Trong 5 năm qua, Trung Quốc đã nâng cấp bộ phận không quân của bộ ba hạt nhân, bao gồm lực lượng lục quân, hải quân và không quân của PLA, bằng máy bay ném bom H-6N. Máy bay ném bom này có khả năng tiếp nhiên liệu trên không và mang theo hỏa tiễn đạn đạo phóng từ trên không. Trung Quốc đã công khai trình diễn máy bay ném bom này trong một cuộc diễu hành mừng ngày Quốc khánh năm 2019. Các đơn vị mang vũ khí hạt nhân có độ chính xác cao đầu tiên, hỏa tiễn đạn đạo DF-26 có độ lệch tròn so với mục tiêu được công bố là 100m với tầm bắn tối đa 5.000 km đã được triển khai. Ngoài ra, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đưa vào hoạt động hai tàu ngầm hạt nhân Type 094 mới, đáp ứng các yêu cầu cần thiết để triển khai liên tục các tàu sân bay hỏa tiễn đạn đạo hạt nhân ở vùng biển mở trong thời bình. Ngoài ra, vũ khí của chúng đã được cải thiện với việc đưa vào sử dụng hỏa tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3 hiện đại. Tháng trước, lần đầu tiên sau 40 năm, Trung Quốc đã phóng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa DF-41 ra khỏi biên giới nước này. Trong bối cảnh Nga Triều đẩy mạnh liên kết, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tuyên bố Seoul sẽ không khoanh tay đứng nhìn trước việc Bắc Triều Tiên, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên điều quân tham chiến tại Ukraine. Phát biểu này được đưa ra trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Nếu Triều Tiên triển khai lực lượng đặc biệt tới Ukraine trong khuôn khổ hợp tác Nga-Triều Tiên, chúng tôi sẽ từng bước ủng hộ Ukraine, đồng thời xem xét và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh trên bán đảo Triều Tiên, ông Yoon nhấn mạnh. Mặc dù vẫn duy trì nguyên tắc không cung cấp trực tiếp vũ khí sát thương, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết Seoul có thể linh hoạt xem xét lại lập trường này tùy thuộc vào mức độ can dự quân sự của Triều Tiên. Theo ông, việc Bình Nhưỡng triển khai quân đội tại Nga và hành động khiêu khích đe dọa an ninh toàn cầu không chỉ ở bán đảo Triều Tiên mà còn cả ở châu Âu. Trước đó, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-ho đã thông báo Seoul sẽ thực hiện các biện pháp từng bước đối với Nga và Bắc Triều Tiên để đáp trả sự hợp tác quân sự ngày càng sâu rộng giữa hai nước. Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia NSC, được triệu tập sau khi tình báo cho biết Bắc Triều Tiên đã quyết định điều khoảng 12.000 binh sĩ hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Theo nguồn tin tình báo, khoảng 1.500 binh sĩ Triều Tiên đã được điều tới Viễn Đông của Nga và đang được huấn luyện tại các doanh trại gần Khabarovsk, được ngụy trang là người Buryat và Yakut. NSC cảnh báo động thái này là mối đe dọa đáng kể đối với an ninh của cả Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế, đồng thời là vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm hợp tác quân sự với Bắc Triều Tiên. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW nhận định Điện Kremlin đang cố gắng xoa dịu tình hình do lo ngại Hàn Quốc có thể viện trợ quân sự cho Ukraine và việc quan hệ với Seoul xấu đi sẽ ảnh hưởng đến an ninh của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập đại sứ Nga Georgi Zinoviev về thông tin Bình Nhưỡng điều quân tham chiến, nhưng Moscow đã cố tình trình bày sự việc như một cuộc gặp tự nguyện thay vì một sự việc ngoại giao. Đáng chú ý, theo Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS, Bình Nhưỡng có thể đã điều động binh sĩ từ lực lượng đặc biệt của quân khu Tây, được coi là một trong những đơn vị tàn bạo nhất thế giới. Nhà bình luận Peter Tyler của tờ Bill gọi những binh sĩ này là nô lệ chiến đấu, được nuôi dưỡng trong môi trường cách ly thông tin hoàn toàn và lòng căm thù đối với NATO. Hezbollah đang suy yếu sau những đòn tập kích liên tiếp của Israel, nhưng lực lượng này vẫn quyết tâm đáp trả đối thủ, làm dấy lên nguy cơ xung đột toàn diện. Israel trong tháng qua tăng cường tập kích Hezbollah, nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Liban. Mục tiêu mà Tel Aviv đặt ra trong chiến dịch không kích và tấn công trên bộ là buộc Hezbollah phải ngừng các cuộc tấn công qua biên giới vào sâu trong lãnh thổ Israel. Hezbollah đã đáp trả bằng cách liên tục tập kích lãnh thổ Israel trong hơn một năm qua để bày tỏ đoàn kết với người Palestine ở dải Gaza, nơi Tel Aviv đang tiến hành chiến dịch chống Hamas. Hezbollah tuyên bố chỉ ngừng tấn công nếu có lệnh ngừng bắn ở Gaza. Cuối tháng 9, Israel hạ sát thủ lĩnh Hassan Nasrallah cùng nhiều chỉ huy cấp cao Hezbollah trong đòn tập kích vào Liban. Họ cũng tận dụng lợi thế từ sức mạnh không quân và hoạt động tình báo để đưa Hezbollah vào thế phòng thủ, thậm chí hạ sát Hassan Safieddine, người kế nhiệm tiềm năng của nhóm. Các cuộc tấn công của Israel còn làm tổn thất kho hỏa tiễn của Hezbollah.
Quân đội Israel cuối tháng 9 cho biết đã phá hủy khoảng 50% kho dự trữ tên lửa của Hezbollah, ước tính có khoảng 150.000 quả đạn trước xung đột. Đây được xem là những đòn giáng mạnh đối với nhóm vũ trang, nhưng Hezbollah không có dấu hiệu dừng lại, mà thay vào đó tăng cường phản kích Israel. Cuối tuần qua, Hezbollah tiến hành đòn tập kích bằng máy bay không người lái vào dinh thự Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở Caesarea, miền trung Israel, cách biên giới Liban hơn 60 km. Đây là lần thứ hai trong một tuần vũ khí Hezbollah xuyên thủng hệ thống phòng không hiện đại của Israel. Một cuộc tấn công vài ngày trước đó vào một căn cứ đơn vị tinh nhuệ của quân đội Israel ở miền trung đất nước đã khiến 4 binh sĩ thiệt mạng. Hezbollah ngày 21 tháng 10 đăng video ghi lại cuộc tấn công bằng hỏa tiễn chống tăng dẫn đường vào nhóm binh sĩ Israel ở làng Ramya miền nam Liban. Đây được xem là vũ khí nguy hiểm nhất của nhóm và lần gần nhất được họ sử dụng là trong cuộc chiến với Israel năm 2006. Hezbollah đã tăng cường tập kích rocket khi phóng hơn 200 quả đạn mỗi ngày vào cuối tuần qua và 140 quả hôm 22 tháng 10, theo quân đội Israel. Trong những tuần trước, nhóm chỉ khai hỏa trung bình vài chục quả đạn mỗi ngày. Hầu hết các cuộc tấn công của Hezbollah cũng bị phòng không Israel đánh chặn. Trong một diễn biến mới nhất, Hezbollah thông báo phá hủy hai xe tăng Israel trong các trận đụng độ ở một ngôi làng biên giới Liban. Các thành viên của chúng tôi đã giao tranh dữ dội với binh sĩ Israel ở làng Aita Ansab gần biên giới lúc 12 giờ khi đối phương điều một xe tăng Merkava đến tiếp viện. Các tay súng đã sử dụng vũ khí thích hợp để tấn công khiến nó cháy rụi. Nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban cho biết hôm nay, Hezbollah trước đó tuyên bố phá hủy một xe tăng Merkava tại cùng khu vực trong trận đụng độ lúc bình minh. Nhóm vũ trang Liban chưa công bố hình ảnh về trận đánh này. Lực lượng phòng vệ Israel IDF chưa bình luận về thông tin, nhưng thông báo binh sĩ tác chiến ở miền nam Liban đã phát hiện một kho vũ khí dưới hầm ngầm của Hezbollah. Hầm ngầm còn có giường, tủ đồ, thực phẩm cùng nhiều thiết bị. Theo IDF, địa điểm này được đặc điểm tinh nhuệ Radwan của Hezbollah sử dụng để làm bàn đạp tấn công Israel. Lực lượng Hezbollah đã hai lần tuyên bố phóng hỏa tiễn chống tăng dẫn đường, bắn cháy ít nhất 5 xe tăng chủ lực Merkava của Israel trong vòng một tháng qua. Các cuộc đụng độ khốc liệt hơn có thể xảy ra trên bộ nếu Israel tiếp tục triển khai lực lượng sâu hơn vào lãnh thổ Liban. Cho đến nay, lực lượng Israel đã tiến vào ít nhất 8 ngôi làng ở miền nam Liban, nhưng tất cả đều cách biên giới không quá 1,6 km. Kính thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Sài Gòn Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vy xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.